mà đi ra nè. Giờ chị ve ra một chút đi rồi chị mới quẹo vô. Ve chút xíu thôi. Bóp thắng mà. Trời đất ơi, rồi còn lát nữa người ta vô lấy hàng rồi sao? Thằng tài xế nó vô nó giờ liền chị. Ơi giờ nhà em đây chưa sao biết sao vô trời. Mình lái lại đi. Hả? Chị đánh lái lại đi. Nó ở xa lắm rồi không có chạy, không có chúng đâu. Thôi chị coi đi gọi về xây đi, xây từ từ gọi từ từ thôi. Nữa miếng nữa. Rồi. Rồi miếng nữa. Nữa đi. Nữa miếng xíu nữa đi, rồi. Rồi chị ơi, bắt đầu chị cho xây vô chứ xíu nữa, cho xây vô xíu nữa. Xây vô đâu? Thì xây cho vô chổng á. Ủa mà sao? Ôi cục này nặng muốn chết xem kinh. Cục này 30 kg đó. Còn hồi nếu người ta vô nữa đó. Nãy chiều đánh lái qua, đánh cái đầu dạt ra rảy vô rồi. Vậy nữa cũng đánh kinh. Không, ve chích nó không đụng đâu, ve xíu nó không đụng. Chị móc cái lái ra ngoài lộ á. Rồi chị ve.